Có chơi thuốc lào này rất là đẳng cấp à. 515 thuốc là CF, đẩy BS đau yêu 4 cây, 30 đánh 6, lưng BS, quản lý nguồn em ở đầu và mic DB 5 ở đất. Hello các bác và anh em nhá. Hiện tại anh Nguyễn đang có mặt tại nhà sếp thật, sếp tổng thuộc khu Đán Tràng 2, thị trấn Hương Hà, Thái Bình. Thì đây là cái khu biệt thự của bác ấy. Khu này là khu mới, tức là khu này khu gọi là khu mà được cảnh người ta quy hoạch để phát triển khu dân cư mới, cho nên cái đường xá mọi thứ nó rất là đẹp. Vì là nằm trong bản đồ mà. Thì đất nhà bác ấy có đâu đó hình như em nghĩ là nó từ cái đoạn kia nó sang đây. Nó rơi tầm khoảng 2 tỷ một khuôn thôi. Em đếm đếm hình bác còn 5 khuôn rồi. Thực ra bác này đây là khu là nhà bác là bác ấy để về dưỡng già thôi. Cái khu vực mà làm việc làm ăn chính bác ấy là phố lối. Quán bia lớn nhất là phố lối ấy. Hôm nay là làm về lắp bỏ hát để chơi thôi. Đấy. Khu này khu Đán Tràng 2. Đán Tràng 2 của khu vực thị trấn Hưng Hà, Thái Bình. Rồi em sẽ tiến sát với anh em để quan sát. Anh em thì có mỗi cái đồng phèn này mà khắp nơi có mặt. Đấy. Đã xếp xong rồi. Rồi xếp tổng. Rồi và xếp thật. Bộ này thì em ghép như sau. Đẩy BS 4 kênh, vang lại X6, dâm tiếng BS, và linh quần S về một đồ, mic DBM lên tầm một đất, loa 515, và xúc là xem. Đây, cậu ông chủ đang tập sự, Hà Sơn. Trai bác đang test thử máy loa 515 giúp giật em đẩy bét. Đây là máy bây giờ. Thank you.
Bonus 7 5 1 2 Bonus 7 5 1 2 Bonus 7 5 1 2